Tranh gỗ Bùi Gia xin kính chào quý khách. Ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị một trong những tác phẩm mà chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết để chế tác lên. Và tác phẩm này chúng tôi chế tác dựa trên một điển tích rất là kinh điển tồn tại ở trên những cái tác phẩm gốm sứ của Trung Quốc đã hàng nghìn năm nay. Và tác phẩm có tên là Phi Minh Túc Thực. Vậy tại sao nó lại là Phi Minh Túc Thực và ý nghĩa của nó là gì? Thì tôi xin được giải thích. Phi ở đây quý vị nhìn thấy hình ảnh chú chim đang bay. Và bay cũng như là từ phi là tượng trưng cho cái sự nghiệp thăng tiến, phát triển về con đường sự nghiệp. Và bên phía dưới là Minh. Minh là một chú chim đang nghiến cổ để kêu. Và cái chữ Minh này tượng trưng cho một cái sự nghiệp rất là sáng lạng, minh tiệp, tốt đẹp và tiền đồ quang minh. Túc có nghĩa là ngủ, tượng trưng cho cái việc là sung túc, no đủ về cuộc sống. Và thực, thực có nghĩa là ăn, là ấm no, giàu có của ăn và của để. Và đang xen với tác phẩm thì chúng tôi chế tác thêm cả hình ảnh những cái bông hoa mẫu đơn tượng trưng cho cái việc phú quý và những cái điều may mắn. Trong tổng thể của cả một tác phẩm này thì nó tượng trưng cho một cuộc sống đầy đủ, giàu sang và phát đạt, một cuộc sống trọn vẹn, có cả phúc, cả lộc và cả thọ dưới những đường nét tinh tế và uyển chuyển. Và đặc biệt những nét đục của chúng tôi thì đều mang cái tâm huyết và thần thái rất là lớn. Và đặc biệt những đường nét này, tuy quý vị nhìn vào bức tranh gỗ dày nhưng mà lại không bị cứng, mềm mà không bị yếu. Và đặc biệt là lay động theo gió nhưng mà lại luôn luôn là vững chãi. Đó mới là những cái giá trị mà tranh gỗ Bùi Gia mang lại. Và đặc biệt chúng tôi chế tác tác phẩm này trên nền tranh, trên nền gỗ vụ có cái số đo lỗ bàn rất là đẹp, cao 1m27, rộng 94 và dày 7cm. Và tranh gỗ Bùi Gia luôn hướng tới mang lại những cái tác phẩm không những đẹp mà có nội hàm về giá trị đạo đức và văn hóa. Và quý vị tiếp tục xin hãy ủng hộ và cảm nhận những tác phẩm đẹp của tranh gỗ Bùi Gia thông qua việc bấm like, chia sẻ hoặc đăng ký dưới đường link này. Và tranh gỗ Bùi Gia thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.